Xin chào toàn thể các bạn. Hôm nay mời các bạn đi câu cá cùng với HDTV. Mọi người thường nói là chủ sông câu cá, nhưng hôm nay anh bạn lại mời lên rừng câu cá để làm gỏi. Hy vọng là sẽ may mắn. Đi cùng có mấy anh bạn chuyên môn săn lùng. Mỗi lần đi câu cá rất là may mắn. Nên hôm nay để thử xem tay nghề của các anh bạn này xem sao. Mời các bạn cùng xem nhé. Hy vọng là sẽ may mắn và sẽ có cá để làm gỏi, được một bữa nhậu thì tuyệt vời. Thưa các bạn, đây là khu trang trại của gia đình anh Phong. Ở đây cảnh núi rừng rất là bình yên và yên tĩnh. Ở đây có một cái hồ rộng khoảng gần 2 hecta. Nói chung chủ yếu là cá nuôi. Nghe anh bảo là cá nhiều lắm và rất là lớn. Để thử xem cá của anh ăn nuôi có lớn như anh đã từng nói hay không, để xem cái sự may mắn của cái buổi đi câu này có thể được một bữa nhậu ngon lành hay không. Em vứt gần ở bên bờ, ở cái gần bờ thì nó mới dễ ăn. Bắt canh cấy ra lại bắt môi rồi. Đây cũng là một trong những cái điểm để tạo nên những cái bộ bàn ghế, những cái gốc gỗ lụa, hay ta thường gọi là gỗ nú đấy, được ông Phong sưu tầm về, tầm mắt nhìn thẩm mỹ để tạc nên những cái tiểu cảnh hay là những cái gỗ lụa có hồn. Cái này nếu trường hợp mà những ai có cái con mắt thẩm mỹ thì sẽ tạc ra những cái bức tượng hay là những cái tiểu cảnh rất là sinh động. Em vẫn gần bờ đấy thôi. Bởi vì lúc nãy đã bỏ cái lá sẵn xuống rồi, chắc là nó quanh quẩn ở đấy đấy. Nghe cái bảo là cá lớn lắm, nuôi được rất nhiều đấy. Môi này bằng gì em? Lòng gà. Lòng gà. Môi bằng lòng gà nhé các bạn. Cá nuôi thường thì môi tươi theo kiểu này. Cá rất là dễ mắc môi đối với những cái môi như thế này.
là những cái gốc cây để tạo nên những cái chiếc bàn như các bạn. Đây là những cái gốc gỗ lát, tức là gỗ lát hoa đấy, đang còn làm sơ bộ ban đầu để tạo nên những cái chiếc bàn bằng gốc cây. Sau đánh lên có những cái vân hoa rất là đẹp nha các bạn, bởi vì đây là gốc của những cái cây lát hoa đã được bán cái phần thân, còn cái gốc thì anh ấy sưu tầm về để tạo nên những cái bàn rất chi là tuyệt vời nha các bạn. Bây giờ đổi cá chắc có lẽ chú, cái sự may mắn của chú Linh chắc có lẽ là vượt trội hơn của chú Hùng. Ồ, ăn rồi chú Linh ơi. Từ từ. Để cho nó bám thì đã. Rồi, lôi gần bờ đi, lôi gần bờ. Cực kỳ quá. Thôi rồi nhỉ. Con này có lẽ khoảng gần 5 cân đấy. Chà, thế là có mồi nhậu đây các bạn. Nó cũng lớn chứ không phải bé đâu. Ngài ơi, lên bên con cá này khay. Đúng tủ rồi. Nó là tết chỉ cần đi khoảng 3 con này là được không? Đẩy cái lưỡi ra cái này. Đẩy xuống. Cảm em ạ. Em bẻ một cái canh gì đấy, xong rồi chọc ngay cái lưỡi cấu xuống là nó sẽ dễ dàng ra hơn. Chọc cái lưỡi á, rồi đẩy xuống ý. Bằng cái đuôi của chú Linh còn gì nữa. Thôi thế là lên làm gỏi thôi. Ở trên này là chanh và các lộc lạ thì đầy đủ nha các bạn. Anh ấy có một cái trang trại rất là lớn nha các bạn. Em thử xem cân cái. Tình hình thì là bà chủ đã về rồi. Lấy bát cắt tiết thường ăn. Tắm lên tắm cỏ anh Thắng ơi. Tắm lên tắm cỏ. Tắm đen à, tắm đen. Đây là bà chủ đấy.
Như thế là phải là có môi đấy các bạn. Cái đoạn làm thịt thì thôi tôi có thể là không quay. Con này là phần đuối và phần thủ thì nấu canh chua bằng cả cái lá chuối của rừng nhé các bạn. Còn cái phần dừa lóc cái phần thịt để làm gọi. Đấy, rất là may mắn nha các bạn. Cuối cùng là clip của tôi đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở clip phần 2.